Lý do nào mà anh làm lâu rồi mà anh không lên thợ vậy anh Đạt? Hết lên thợ hết rồi, đâu còn cuối đâu ai trong hồ mình làm. Vui thì trong hồ ngon lắm rồi, buồn cái là nhậu nhẹt. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay em đến thăm đội 1, đội xây cầu của anh Đỉnh đó mọi người. Thì hôm nay là gọi là một ngày sau ngày trời mưa nha. Tức là hôm qua vừa mới mưa xong thì hôm nay đến thăm cái đội cầu này thì để em quay cho mọi người trải nghiệm cái con đường mà đến cái cầu mà đang xây nó khó khăn như thế nào. Thì nói chung là sau mưa đường rất là lầy lội mọi người. Dưới vùng quê nông thôn chỗ em thì kênh rạch sông ngòi rất là nhiều. Đó, rồi đường đi cũng khó khăn. Trời ơi, vừa mới than thở xong đường xá khó đi xong qua cái đoạn lầy rồi tức luôn. Nói chứ chỗ này thì cũng đường chưa có làm đan mọi người, tại vì hai bên sông á thì bên nào cũng có đường, bên kia sông á mọi người thì cũng có đường, rồi bên đây cũng có đường, thì bên kia thì cũng còn đá xanh và đường bên đây thì cũng vẫn là đá xanh nha mọi người. Thì sẽ đó, thì hôm qua mới mưa xong thì đá, khúc nào mà đá nhiều thì nó đỡ lầy lội, còn ở khúc nào mà không có đá thì nó cũng còn xịt lầy dữ lắm. Nói chung là đường dưới quê thì có những tiếng cũng được nông thôn mới rất là tuyệt vời, còn có những khúc thì cũng đường xá cũng còn là khó đi. Nói chung là thầy về đầu tư làm cầu trước, rồi sau đó thì chắc là tương lai thì cũng sẽ là có những cái con đường đan đẹp cho người dân được thuận tiện đi chuyển, rồi các em đi học rồi cũng được dễ dàng. Thì hôm nay thì em cũng đến thăm đội xây cầu của anh Đỉnh ha mọi người. Thì hôm nay thì cái đội xây cầu này chắc cũng sắp có hoàn thiện cái cầu chỗ 2000 ở xã Hội Định Tây rồi. Thì cái cầu này á, thì chắc hôm nay nữa là gọi là cũng vài bước nữa là hoàn thành rồi. Tại vì hôm tuần trước á, thì em vô quay thì nó cũng đã đổ xong là đà rồi. Thì nay chắc em nghĩ đoán là cũng sẽ là kiểu như là hoàn thiện các bước cuối cùng, rồi sau đó là có thể đưa vào lưu thông. Rồi khi nào mà thầy đặt lịch được đối với các mạnh thường quân á, thì người ta về được thì lúc đó sẽ làm khánh thành sau. Thì hôm nay thì em đi quay cái quá trình hoàn thiện cầu này rồi, thì chiều nay thì thầy cũng sẽ khánh thành hai cây cầu mà gọi là nâng cấp mở rộng mọi người. Nhưng mà kiểu như là em chỉ về được chủ nhật, mà lúc đó chiều nay khánh thành thì trễ quá, khoảng từ 2 giờ tới 5 giờ chiều thì lúc đó em phải đi lên Sài Gòn đi làm rồi, nên là không có kịp quay để gửi đến mọi người những khoảnh khắc khánh thành ở hai cầu đó. Thì chắc là những cái cầu sau thì nếu mà kịp thì em sẽ quay để chia sẻ đến mọi người. Đây thì em cũng chia sẻ tới mọi người là đây là cái đường đi tới cây cầu ha. Hôm bữa thì em đi ngược từ trên xuống, nay em đi hướng khác từ dưới lên. Là hổm là đi kiểu như từ hướng Bắc vào Nam, nay từ hướng Nam ra Bắc đó mọi người. Thì mấy anh thì làm cái cầu rồi này thì chị mới chỉ em đi cái đường này đây thôi. Thì tuần trước đi cái đường kia thì nó hơi xa hơn và khó đi hơn. Thì ở dưới quê em đó mọi người, xung quanh thì cũng chỉ là trồng mít với lúa thôi. Lúa người ta cũng mới xạ đây. Thì trên bờ này cái đường này thì mới cũng rải đá xanh nè. Thì giờ cái cầu nó hoàn thành là nó đưa vào sử dụng trước cái đường luôn á. Đường thì chỉ mới là đợt đá xanh thôi chứ chưa được làm lộ đan nữa mọi người. Đó, trời ơi, xa xa bạn vẫy tay chào rồi. Hello, trời, xa xa bạn vẫy tay chào rồi á. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, sau một tuần quay lại thì giờ là mọi người đã đổ xong sàn rồi, cũng xây được lên hai phần lan can cầu đó mọi người. Thì tuần trước thì vô này chỉ mới đổ đà ha, thì nay đã cái phần sàn đã, giờ mình có đi từ đây bên kia xong một cách thoải mái rồi. Nó cũng đang xây tay nắm rồi các kiểu rồi. Anh Đạt là quá đỉnh, là hổm gầy xây quá nhanh. Xin chào bạn nữa. Như mọi người có thể thấy là tuần trước thì mới đổ sàn, đổ đà thôi thì có thể là đi qua hơi khó khăn, ngày nay là đi thoải mái rồi nè. Lan can thì mấy anh giờ làm mà xây rất là to đẹp luôn rồi. Dạ, thì hôm nay là cái công việc của mấy anh là xây lại mấy cái lan can cầu mọi người. Thì hôm chỗ bữa giờ thì gọi là đổ xong rồi. Nói chung là hôm nay tô lại cho nó láng nó đẹp, để về bữa mà khi mà khánh thành mình quét sơn lên rồi cho nó đẹp được. Nay có anh Đạt là nói chung là công việc rất là quan trọng hôm nay, là phụ hồ hôm nay. Anh Đạt, công việc hôm nay anh rất là quan trọng hả? Cũng bình thường với mấy ngày thường. Dạ, bình thường với mấy ngày thường hả? Dữ gì sao? Dạ. Không có anh sẽ có hồ làm. Bằng cái nào cũng phải vậy thôi. Cái mình đi bằng mướn mà cho thầy mà. Vụ hộ ở đây có ăn hiếp mấy cái thợ chính đâu anh? Mấy anh thợ chính hòa đồng với nhau không à anh ơi, chứ không có ai ăn hiếp ai hết trơn á. Cộng hồ nhão nói nhão cũng chửi. Thợ hồ này hay trọng hồ nhão lắm hả anh? Không có đâu, lâu hên xui mới có một cái thôi. Lâu lâu hên xui hả? Đúng rồi, vui thì trong hồn ngon lắm rồi, buồn cái là nhậu nhẹt. Nhưng mà ai làm anh buồn mà. Hồ làm mình buồn cái ai làm? Hồ hả? Hồ. Hồ hả? Gái nó buồn. Gái mà phản bội ăn đâu cũng số rồi phản bội. Dữ vậy sao? Mới nói hả? Mới clip trước nói cái gì thì lên tìm vợ, mà nay nói vậy ai dám sáp vô? Không có, tính tìm người bạn làm chi kỷ mà người bạn nào cũng chê mình nghèo khổ hết á. Dạ. Chê mình không có chỗ đứng chân đứng, ở nhà chưa đi mưa chưa biết lạnh đâu. Ai biết ai hơn ai. Vậy à, dữ vậy sao? Hôm nay chắc là anh Đạt cũng khỏe mà trộn chừng bao hay bao xi măng là xong rồi chứ gì đâu. Bữa nay phải kia à, không có ngày nào sướng như ngày cuối cùng này hết. Vậy hả? Ngày cuối cùng là chậm gãi mà anh em không có hối ốc. Còn mấy ngày kia anh em hối hồ chạy muốn tuột quần. Mấy ngày kia là hối dữ mà. Không có, cũng bình thường vậy đó. Mà hơi mình thấy gấp công chuyện cho anh mình này kia rồi. Phải làm mà hối anh Đạt quá, mốt anh Đạt buồn nó nghĩ anh không có làm chung với anh vậy. Anh Đạt là không biết mấy ngày nó cũng hối. Dạ. Mấy cái công trình khác là cái gì à, thợ hồ ăn hiếp phụ hồ á. Còn công trình này là phụ hồ là thích thì cho hồ ngon rồi làm á, không thích thì cho nhão chợ đó mà. Ấy à, anh Đạt luôn nha, cái giò ổng tôi nói đi đinh tá lãi thì luôn mà ổng đi ào. Một ngày đạp đinh 10 lần rồi. Ngày đạp đinh 10 lần hả? Sao đạp dữ vậy anh? Đúng rồi. Giò mặn ghép không được, hồi đó vì có tật lớn lên tới ba mấy tuổi mới có tật. Dạ. Dạ, giờ không phải có tật nó vì người ta quýnh vậy thôi. Dạ. Quýnh cắt con giò đập gãy chân hàm, cắt con giò dục ngoài ruộng quá. Dạ. Rồi sáng người ta đi không ruộng kêu cắt lúa thấy ngoài ruộng nó chở tới chợ gãy. Dạ. Giờ không ăn dép được luôn. Dạ được mà đi bình thường được, nó không ấy đi chật té. Dạ, tao mang dài vô, tao buộc dây vô lại chắc rồi. Nóng lắm. Đi bằng gấp rút. Đạp đinh với chịu gì quen rồi. Đạp đinh giết mà quen luôn hả? Về em có mua thuốc ambi ở nhà thẳng á, về chiều cái gắt vô. Đây là mới hỏi anh Đạt là lý do nào mà anh làm lâu rồi mà anh không lên thợ với anh Đạt. Giờ cái phần đơn chiếc kia nè há lên thợ hết rồi, đâu còn cu ly đâu ai trong hồ mình làm. Bây giờ mình gắn anh ở đây làm cu ly cho suốt cuộc đời của mình. Rồi ai muốn làm, ai muốn cu ly thợ mình cu ly suốt đời cho. Dọn dẹp rồi cái chút bánh chút vậy đó. Ai cũng lên thợ hết, ai làm cu ly hả? Ai làm cu ly thiệt. Mấy lâu nay tôi không thấy anh nghĩ vậy. Vì tôi sợ có hay không đều không quan trọng. Có đôi hay không đều không quan trọng. Giờ cần mấy anh kiếm cho người bạn trăm năm được rồi. À, tính ra là quay ổng vòng hồi là ổng vẫn quay về câu chuyện kiếm cho tôi người bạn trăm năm thiệt chứ. Đó thấy không? Đây là những lúc mà tầm quan trọng của anh Đạt được phát huy nè. Đâu có leo lên được nữa. Bởi vậy mấy lúc này thấy anh Đạt quan trọng lắm. Rồi qua khúc này thôi thấy bình thường nữa. À dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì trước mặt em đây đó là anh Lập. Thì anh Lập là cũng mới vô làm một số cái cầu á. Thì chắc nay trò chuyện với anh coi cơ duyên nào anh đến với làm với cái cầu này ha. Thì anh Lập ơi là trước giờ là anh giống như là anh thấy đội cầu làm rồi anh quen biết anh xin vô, hay là anh biết thầy rồi thầy kêu vô làm cho thầy vậy anh? Quen biết Đỉnh á. À. Rồi anh xin Đỉnh vô về làm ha. Vô làm. Dạ. Rồi anh đã làm được mấy cây rồi anh? 4-5 cây rồi. 4-5 cây rồi ha. Là ấy là trước giờ mình ở mấy chỗ khác mình cũng lên làm hồ hay là chỉ mới ở đây làm thôi? Mới ở đây làm thôi à. À. Trước là làm ruộng không à. À trước làm ruộng. Rồi, ở không rồi. Mà mới vô làm có 5 cây mà lên làm thợ rồi ha. Trời ở đâu như ai kia á. Ghẹo ông kia hoài. Hoặc là kiểu như trước giờ mình làm ruộng mới qua làm cầu đây. Mới qua làm cầu phụ dạ. Của anh em. Em cứ tưởng trước giờ mình cũng có làm bên thợ rồi mới qua đây làm về cầu chứ, mà từ gọi là từ nông dân bước qua bên xây dựng cái rờ rẹt vậy luôn hả? Rồi làm qua làm cầu này anh thấy có khó khăn hay cực khổ gì không anh? Cũng có cực lúc trời nắng rồi thôi. Kiểu như làm ở ngoài trời suốt nó sẽ cực hơn làm ở nhà ha. Ở nhà. À dạ, chia sẻ với mọi người luôn ha, thì hai bên cầu này mọi người sẽ thay sẵn như vậy, và sau đó là chính quyền địa phương đó là ủy ban nhân dân xã sẽ cho cu be đổ những cái đất phần vô đây, đổ những cái phần đất vô đây, thì sau đó là cái con đường nó sẽ được thông thoáng ha. Thì mấy anh xây này xong lên làm hết xong mấy lan can rồi tô là đã hoàn thành một cái cầu rồi. Mấy ông này nói có em lên quay là anh tự nhiên anh hiền rồi, không có em quay là dữ lắm, mà có không? Có không tin hỏi hết anh em ơi. Tỏ ra mình dễ nói có cả. Có không có. Hỏi hai kia sao có sao kỳ vậy? Lý do gì ta? Trả lời tại muốn vợ luôn trời. Không lẽ muốn vợ chứ là vậy đó hả? Trời, không lẽ anh dễ hay là anh mấy anh không có ai là có mấy gì mấy cô gì mà để giới thiệu cho ổng sao mà để có chứ có làm mai, tại vì vài bữa banh chắc rồi này chắc các vấn đề tại ổng rồi. Cũng làm mai tùm lum hết trơn á mà. Phải ai người ta cũng làm mai hết trơn mà sao kỳ. Không nhớ cái cầu trước cầu mùa hả? Hết mùa cái này hết quen rồi. Ủa cái này hồi bữa đổ sàn hồi bữa thứ mấy anh vậy? Thứ 4. Thứ 4 hả? Và bữa đó đông không hay là cũng vắng như lần trước? À, chắc nhiều hơn được vài người. Dạ. Đổ, bữa đó mấy giờ tới 11 giờ. Bữa nếu mà đổ một cái sàn cái cầu cỡ này là bao nhiêu bao xi măng? Bữa đó đổ 60 bao. 60 bao à? Ồ, cũng nhiều. 60 bao là 10 giờ ha. 11 giờ. 11 giờ. Phải ít người á, với bữa đó nắng như lắm. Dạ. Mấy người phụ người ta lỏng nữa. Nắng quá à. Nắng quá với người ta không quen. Dạ. Với thêm kiểu cầu ở đây là thưa nhà quá, rồi có người ta có ruộng chắc người ta cũng sẵn sàng phụ, mà kiểu như không biết ngày nào xong á. Bữa đó hình như mấy người ở trong đó ra nhiều. Dạ. Ở đây có mấy nhà người ta lên đủ thôi. Dạ. Trồng sớm trồng người ta còn ra phụ ha. Đúng rồi. Cái này là cái lòng hảo tâm ai phụ được phụ mà. Dạ. Để làm đó xong rồi có liên quan gì không ha? Đây xa xôi quá cũng không có gì đâu. Bộ đó không liên quan rồi. À. Đó mấy ảnh xuống dưới chơi nghe nói tới chiều luôn vậy. Dạ. Anh thì ngọn chút về. Dạ. Chỗ đó liên quan là chỗ cái nhà mà thường nấu ăn cho mình. Đúng đó rồi. Là đang nấu ăn ở dưới. Dạ. À, trưa nay mình cũng chạy xuống dưới ăn trưa. Đúng rồi. Dạ. Ngày nào mình ăn là mình báo hay sao? Nhà mình vô làm vậy đó, chừng nào mình nghỉ thì mình báo nghỉ thôi chứ không có ngày nào cũng nấu. À, ngày nào cũng ngày nghỉ mình báo người ta. Dạ. Nhưng mà kiểu như nhà ngay nhà thì người ta nấu như nấu ăn cơm bình thường, nấu nhiều lên thôi, bình thường hết gì đâu. Đúng rồi. Cô Ly chỗ tôi cỡ dày, chỗ bạn cô Ly cỡ nào? Cỡ mình tay chứ không dám lấy cái giá luôn. Đó không còn. Đây là cô Ly chỗ tôi cỡ này, cô Ly ở chỗ bạn cỡ nào? Chưa kêu chỗ hồ bằng chỗ hồ đó là quất bằng tay vậy luôn á. Trọng hồ hỏi trọng má trọng tay, kêu trọng tay là trọng vậy đó. Vậy à, anh nói cũng đúng, ai cũng lên thợ nào làm cô Ly gì đó, cô Ly phải có đẳng cấp cô Ly. Có ai có cô Ly mà sướng cái này chỉ cầm cho nước xịt xịt vậy thôi. Cô Ly này kêu xịt nước cái lại xịt hạt cái rồi thôi ha. Đó, thấy ở đây nói chung là làm thợ hồ cô Ly cũng nhàn ha. Mấy anh chị mà coi kênh rồi thấy có nhu cầu làm cũng có thể vô ngày 200, 220, 250 gì đó. Thời chính là nhiêu anh? Trừ hết luôn còn 200 mấy à. Đó làm từ thiện nha mọi người. Nếu ai có nhu cầu làm công quả thì vô đây làm với mấy anh. Vô được gặp gọi là cu Ly kỳ cụ anh Đạt. Cu Ly trong hồ bằng tay. Nhưng mà cu Ly này tương lai lên là thay thế thầu nữa chứ hội giỡn đâu. Cu Ly này thay anh đỉnh à chứ không có thay thợ. Dạ kính thưa mọi người, thì trước mặt em đây đó là chú Sáu, thì người cũng ở địa phương ở gần đây, thì cũng hay trong gọi là phụ hợ mọi cái đội thi công cầu này, cũng có làm này làm kia. Thì chú ơi, thì hổm gà thì ở đây làm cái cầu thì đứng ở góc độ địa phương thì chú cảm giác như thế nào? Chú cảm xúc của mình khi có một cái cây cầu mà sắp sửa hoàn thành để đưa vào lưu thông á. tôi mừng cho bà con lắm. Nói chỉ có ông thầy mới làm mới được cái cầu, chứ quý ban này chứ hơi khó, hơn dạ, xin tiền dạ. Khó hơn đúng dạ. Ông thầy thì ok. Nói cầu thì nói ông thầy Thích Lệ Tấn này rồi là nói là làm, nói làm chứ dạ. Đó, cái cầu bển cũng là của ổng luôn dạ. Giờ vòng đường đây là cầu ổng nhiều lắm dạ. Theo như con nghĩ giống như là ở những cái địa phương mà lân cận như con thấy như Thạnh Hóa thì cái đường quá. Này không biết bao giờ mà có đâu. Đúng rồi, tại vì nó này... thấy nó đâu có cái trục gọi là trục đâu, gì đâu. Cái này như ở trong đồng trục lẻ đó, biết chừng nào mà có được cái lộ đi dạ. Nhưng mà thật sự giờ quá tại chỗ nào cũng có lộ hết dạ, rồi, có lộ là có cầu, có cầu, có lộ, cầu có là cầu. Con thấy là như nó đi trước lộ luôn rồi, trước lộ luôn rồi dạ. Lộ này thì có thì mới đổ đây dạ. Rồi bữa giờ làm thì chú chắc cũng lại phụ họ rồi đó, thì phụ họ có, nói chung thì mấy ông này xui, mỗi lần đổ đà thì cũng mất đi đám mẹ rồi đổ sàn tụi cũng mất dạ. Mấy ngày bình thường phụ ngày được bình thường vô thì mấy lan cán này cái nào ok vụ dạ. Nó mình thì tôi thì không có đi chùa dạ. Mà chùa tại chỗ làm đi đâu dạ. Cho xa. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì clip em đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Nếu có thể thì kính nhờ quý cô chú anh chị giúp đỡ em một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ clip này đến đông đảo người xem khác ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Thầy ổng mới kêu thôi con về đi thầy đi. Rồi đấy tí mà cầu ghẻ mà cơm nước có đồng hương ta nuôi. Vợ em bỏ em nay cũng mười mấy năm rồi. Kiếm người đang nấu cơm mà chưa ra, người làm bạn mà chưa được đây nè. Dạ